À, hello cô nhí này, Victoria. Chào Hello cô. Victoria, cô chào Victoria. Cô chào Angela, cô chào Michael, cô chào Victoria V. À, cô đã nhận được bài tập của các bạn rồi nhá. Cô nhận được bài tập của Victoria này, cô nhận bài tập được của anh em cú nhí này. Vậy là cô nhận được bài tập của V. Cô khen các bạn làm bài tập về nhà chăm chỉ nhá. Ok. So bây giờ chúng mình bắt đầu vào lớp học thôi nhá. We'll learn the number in this lesson. Số đếm. Repeat after me. Số đếm. Số Số đếm. đếm. Số đếm. Số đếm. Okay, I first and you follow me, okay? Không. Không. Một. Một. Hai. Hai. Ba. Bốn. Bốn. Năm. Năm. Sáu. Sáu. Bảy. Bảy. Now who won? Can help me speak and call this number one more time? Okay, nhím nào. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, vào hồng. Okay, okay, very good. Cún, cún well. Không, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bạn cú với bạn nhí mỗi bạn thêm hai sao nhá. So do you want to play a game? Yeah! Great. So in the game, it's like what is missing? Tìm số còn thiếu. Tìm số còn thiếu. It's like what is missing? What is the missing number? Yes, so you're missing. It's the find the number. Missing in this one. Okay, in the first, who the missing? The number is missing is V now. Okay, very good. Ba and sáu. Okay, very good. V, bốn sao nhá. One is like how to say your S in Vietnamese. Okay, I ask and you answer. Năm nay con bao nhiêu tuổi? So raise your hand if you answer the question. Okay, V nào. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Con 7, con 8 tuổi. Okay, for hold the sentence. Năm nay con 8 tuổi ạ. À? Năm nay con 8 tuổi ạ. À? Okay, very good. V, hai sao nữa cho V nhá. Okay, very good. Cảm ơn Angela nhá. And the last one, nhím không? Nhím nào, bây giờ cô hỏi nhím nhá. Năm nay nhím bao nhiêu tuổi? 7 tuổi. Ồ, con 7 tuổi ạ. À. Có bao nhiêu người trong gia đình của nhím? 4. Gia đình em có 4 người ạ. À. Gia đình em có 4 người ạ. À. Okay, so who's? Mẹ, bố, anh, em. Very good, very good. Bây giờ cô hát trước rồi chúng mình hát theo cô nhá. Nào các bạn cùng ra đây. Nào các bạn cùng ra đây. Ta hát chung một bài nào. Ta hát chung một bài nào. Mời các bạn cùng giơ tay. Mời các bạn giơ tay. Ta đếm cho thật đều. Ta đếm cho thật đều. Một với một là hai. Một với một là hai. Thêm hai là bốn. Hai thêm hai là bốn. Bốn. Ta đứt nói sáng nghe mùi. Bốn. À, wow. Bốn em nhìn không phải xin được năm. Cái trừ của bạn, cún với bạn nhìn mỗi bạn một sao nhá. Sit down nicely, please. Bốn với một là năm. Bốn với một là năm. Năm. Năm tay sạch đều. Năm sạch đều.
Mình vỗ tay cho bạn Vin nhá. Bởi sao chúng mình cũng vỗ hẳn hơn nhá. Ok. Ok. Okay, thank you for spending time to me. Cảm ơn các bạn nhé. Chào các bạn. Hẹn các bạn ở. He wins again. Tạm biệt cô. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt cô. Tạm biệt cô. Tạm biệt các bạn. Ok, say goodbye to me and goodbye to them. Bye bye. Ok, chào Angela này, chào Michael, chào Victoria nhá. Sao chúng mình gặp lại nhá. Chào Victoria. Lần sau chúng mình tiếp tục học tiếng Việt nhá. Ok, bye bye Victoria, see you next week. Cảm ơn mẹ của Victoria đồng hành cùng người bé trong buổi học hôm nay ạ. Rất là cảm ơn chị ạ.